từ ngày 20 tháng 11 đến 24 tháng 11 tại siêu thị Vinmart Bảo Lộc, địa chỉ tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Bảo Lộc diễn ra chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc. Giảm giá lên tới 50% với hàng ngàn mặt hàng tươi sống và thiết yếu. Cá hồi Úc phi lê giảm giá chỉ còn 295.000 đồng một ký. Lê Hàn Quốc giảm giá từ 89.000 đồng chỉ còn 39.900 đồng một ký. Gạo Thái Hồng số 1 Phú Hải 5 ký chỉ còn 108.900 đồng một túi. Khăn ướt Mamami 100 tờ giảm giá tới 50% chỉ còn 23.000 đồng một gói. Trong 2 ngày 23 tháng 11 và 24 tháng 11, nước rửa chén Lis chanh 1,5 kg chỉ còn 15.000 đồng một chai. Duy nhất ngày 24 tháng 11, combo dầu gội và xả Dove giảm 45% chỉ còn 176.000 đồng. Hàng trăm sản phẩm mua 1 tặng 1. Đặc biệt với hóa đơn 200.000 đồng trở lên có ít nhất một sản phẩm Dima trị giá từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được mua trà Dima 30 g các loại với giá chỉ 0 đồng. Và còn rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ đón quý khách. Xin trân trọng kính mời quý khách tới tham quan và mua sắm tại siêu thị. Vinmart, an tâm mua sắm mỗi ngày.